Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tại kỳ điều hành giá của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Theo đó, thì giá xăng đã tăng mạnh kể từ 15 giờ hôm nay, 11 tháng 11, với mức tăng là từ 838 đến 1.111 đồng một lít. Nhưng lúc này, giá xăng tăng không phải là vấn đề bất ngờ nữa. Điều mà nhiều người dân mong muốn lại là sự ổn định của nguồn cung xăng dầu. Kể từ 15 giờ ngày 11 tháng 11, đối với vùng 1, giá xăng RON 95 tăng thêm 1.110 đồng một lít, lên mức 23.860 đồng một lít. Giá xăng RON 92 tăng thêm 840 đồng một lít, lên mức 22.710 đồng một lít. Ghi nhận tại cây xăng Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, dù trước hay sau giờ tăng giá, lượng người mua vẫn rất đông. Điều mà người dân lo ngại lúc này lại không phải là giá xăng tăng. Xăng nên vẫn phải đổ thôi. Và đi làm nên là nhiều khi đợt này xăng đang khan hiếm, chọn những cái xăng của nhà nước thì là đổ nó tiện hơn, tăng khoảng hơn 1.000 đấy thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu chị. Theo cá nhân em thấy thì giá xăng mà tăng lên mấy trăm đồng như thế thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Chứ tình trạng mà cứ phải chờ đợi xếp hàng để mua xăng như này rất mất thời gian. Thậm chí nhiều người còn cho biết đã thích ứng với sự biến động về giá xăng cũng như nguồn cung của mặt hàng này trong thời gian gần đây. Là một cái người mà tiêu dùng mà cũng dùng xe máy khá là nhiều để đi làm, đi sinh hoạt bình thường thì em cũng thích ứng được với cái sự thay đổi trong những cái thời gian vừa rồi rồi, thì em thấy nó cũng không quá là, dù là chiều nay nó có tăng đấy nhưng mà nó cũng không quá là biến động quá nhiều đối với cái cuộc sống của em nữa. Thực tế thì bây giờ mình có chờ đợi hay là không chờ đợi thì khi mà nhu cầu mình phải sử dụng thì mình vẫn bắt buộc phải chờ đợi thôi. Và hy vọng là thời gian tới thì cái nguồn cung xăng dầu nó dồi dào hơn thì lúc đấy thì người dân sẽ đỡ phải xếp hàng mỗi lần đi mua xăng. Để có mức giá như trên, cơ quan điều hành quyết định tiếp tục trích lập quỹ bình ổn với xăng E5 RON 92 ở mức 200 đồng một lít, xăng RON 95 ở mức 200 đồng một lít. Việc giá xăng dầu trong kỳ điều hành này tiếp tục tăng đã được dự báo từ trước đó, khi diễn biến giá thế giới trong 10 ngày qua có xu hướng tăng. Như vậy, xăng đã có 4 lần tăng giá liên tiếp. Cũng kể từ ngày 11 tháng 11, phụ phí nhập khẩu xăng dầu cũng tăng trong công thức tính giá cơ sở theo đề xuất của các doanh nghiệp.